trang ở trong ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Xin được gửi tới toàn thể các bác, cô chú anh chị cùng với cô giáo và bạn sinh viên một lời chúc sức khỏe và một lời chào kính trọng. Xin được kính thưa với toàn thể đoàn, Hà Tĩnh, một vùng đất hữu tình, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, nặng nghĩa vẻ tình, là quê thơ đất học, là cái nơi đã sinh ra cho tổ quốc, cho quê hương những người con ưu tú như đại thi hào Nguyễn Du, nhà thơ, nhà kinh tế, nhà chính trị Nguyễn Công Trứ, La Sơn Quốc Tử Nguyễn Thiệu, nhà thơ Quý Cần Xuân Diệu, là quê hương của anh Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Tự hào hơn, Hà Tĩnh là quê hương của hai cố tổng bí thư của Đảng ta, đó là đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Tĩnh Tập. Còn bây giờ, toàn thể đoàn ta đang dừng chân tại ngã ba Đồng Lộc, một ngã ba huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây đã thấm đẫm biết bao mồ hôi, nước mắt, xương máu của biết bao người con đã gan khóc giảng dạy, một lòng vì tiền tuyến, vì miền Nam thân yêu, mà dầu trong mưa bom bão đạn thì ngã ba Đồng Lộc vẫn là một mạch máu giao thông không lúc nào tắt nghẽn. Hiện tại bây giờ thì toàn thể đoàn ta đang dừng chân ở trong nhà bảo tiếp khách. Một lát nữa mà sau khi đoàn ta nghe từ bên xong thì mời toàn thể hai đoàn ta sẽ về ngoài rẽ tay trái đi thẳng khoảng 150 mét ngược từ tây này, thì toàn thể đoàn ta sẽ bắt gặp một biểu tượng giao thông được đặt ngay ở giữa ngã ba đường, đó chính là ngã ba Đồng Lộc. Và từ vị trí ngã ba Đồng Lộc, đoàn ta sẽ trái đi thẳng, đoàn đang đi trên con đường quốc lộ 15A, một nhánh chính của đường Hồ Chí Minh năm xưa. Con đường này có tên ở trong bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, đó là bài hát Một Khúc Tâm Tình của Người Hà Tĩnh. Đi mua thì cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, và trong đó có đoạn đường Đồng Lộc, đường Khe Dao, đường Hồng Lam, đèo ngang Linh Cảm, cùng bao nhiêu con đường trên mặt trận giặc điên cuồng đốt thành loạt bom rơi. Đường Đồng Lộc, đường Khe Dao ở trong ngày đó chính là con đường chạy xuyên suốt khu di tích Đồng Lộc này. Hôm nay thì toàn thể các bạn đã về đây thì chắc phải tôi được nói rõ là tại vì sao đế quốc Mỹ lại tập trung đánh phá hiện con đường quốc lộ 15A và vị trí ngã ba Đồng Lộc một cách đặc biệt đến như vậy. Bắt đầu từ năm 1964, sau thất bại liên tiếp trên chiến trường, nhất là chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ bị phá hoàn toàn, để cứu vãn tình thế trên chiến trường, đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam và leo thang đánh phá hiện ra miền Bắc. Mục tiêu của chúng thứ nhất là nhằm phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta ở miền Bắc, thứ hai là cắt đứt sự chiến biến của phương miền Bắc với tiền từ lớn miền Nam và đưa Việt Nam của chúng ta về thời kỳ đồ, đặc biệt là sau tổng tiến công nổi dậy mùa thu năm 1968, nhu cầu tăng viện chất chiến trường miền Nam như vũ khí, đạn dược, lương thực trở xuất hiện. Thêm vào đó, đế quốc Mỹ sử dụng chiến thuật ném bom hành trì, tức là chúng tập trung sức mạnh của không quân, của hải quân đánh phá cả đầu giao thông của ta ở miền Bắc, trong đó có quân khu 4. Và chỉ trong một thời gian ngắn, tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn Hà Tĩnh thì hầu như bị khống chế, bị cắt đứt hoàn toàn. Lúc đó, mọi thông thương chính từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, bắt buộc chúng ta phải chuyển hướng và phải đi qua ngã ba Đồng Lộc. Ngoài ra là không có con đường nào khác trong những năm thật chiến tranh ở Việt Bắc. Nhận rõ được vị trí chiến lược và tầm quan trọng của con đường quốc lộ 15A cũng như vị trí ngã ba Đồng Lộc, đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá nhằm để cắt đứt bằng được con đường Đồng Lộc này. Chỉ tính riêng trong vòng 7 tháng ném bom hành trì từ tháng 4
tới tháng 10 năm 1968, dân Mỹ đánh vào Đồng Lộc gần 2.000 trận, ném xuống Đồng Lộc gần 50.000 quả bom các loại, đó là trước khi bom bi, rocket và đạn 20 mm. Cứ tính bình quân, cứ một tháng như vậy chúng đánh 28 ngày, ngày nhiều nhất lên tới 103 bay, và ném xuống Đồng Lộc gần 1.000 quả bom các loại. Bom trở lên bom, hộp bom cứ chồng lên đầu bom, cả mảnh đất Đồng Lộc này bị nổ tung lên, bị sới đi, sới lại nhiều lần mà không còn bóng cây, một ngọn cỏ nào có thể mọc nổi. Cực tính bình quân, cứ mỗi một mét vuông đất tại Đồng Lộc phải gánh chịu hơn 3 quả bom thiệt hại. Thế nhưng sau một trận đấu dưới trào lửa của bom Đồng Lộc thì có rất nhiều lực lượng như là bộ đội, công an, giao thông vận tải, dân công hỏa tuyến, dân quân xung kích và lực lượng đông đảo nhất thì bỏ ra lực lượng thanh niên xung phong, và số người có mặt lúc đông nhất Đồng Lộc lên tới 1.6 vạn người, tức là 6.000 người, với tinh thần sống bám cầu bám đường, chiến kiên cường dũng cảm. Họ không quản ngại gian khổ hy sinh, ngày đêm bám sát mặt đường để thông đường cho xe bò tìm tuyến đường an toàn. Sau một trận đấu dậy trào lửa từ bóng Đồng Lộc, các chàng trai, cô gái với lứa tuổi 20 của mình, họ đã đánh bồng lịch sử, đã hóa thân trên những con đường để đến tương lai. Trong gian khổ hy sinh, cuộc sống của các chị, các anh vẫn tỏa lên niềm lạc quan tin tưởng. Họ tin tưởng vào một ngày mai tổ quốc chúng ta được độc lập, được tự do, cũng như anh Nguyễn Văn Thản, chị Đàm Vĩnh Châu và nhiều anh chị khác, cũng như hàng trăm, hàng ngàn bức thư từ chiến trường gửi về trong cái nhà, thì trong đó có bức thư của chị Võ Thị Tần. Chị Tần là chị đội trưởng của người con gái. Chị Tần đã gửi thư về cho mẹ trước lúc 5 ngày đồng chí hy sinh. Trong bức thư của chị bảo là: "Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đi bom diệt cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không có thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con. Mẹ ạ, thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng ở trên mảnh đất nhỏ kiên cường này. Mẹ ơi, thời gian này mặc dù địch đánh phát liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài học mới. Quyển sổ tay mẹ gửi cho con dòng nọ đã gần hết rồi, mẹ nhớ gửi thêm cho con hiện dạy. Mẹ mới về thăm mẹ đó mà sao con thì nhớ mẹ quá. Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe, vẫn đừng lo cho con nhiều." Và xin được kính chúc toàn thể các bạn cô chú cùng với tất cả các chị và các bạn sinh viên. Chị Tân của chúng ta ngày đó học chỉ được năm, học về chỉ được cái bệnh. Thật lạc quan, tin tưởng đến thế nào. Vừa người mẹ của chị đâu ngờ rằng đây là bức thư bệnh viện, là lời tâm sự cuối cùng của người con gái thân yêu từ chiến trường Đồng Lộc về. Để rồi 5 ngày sau đó, chị Tân cùng đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở mảnh đất Đồng Lộc này và không bao giờ có thể gửi thư về thăm nhau nữa. Chính tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc và niềm lạc quan cách mạng luôn sục sôi thúc giục các chàng trai, cô gái lên đường đi đánh giặc. Và tại Đồng Lộc này đã xuất hiện nhiều chiến công và sự tích anh hùng. Về tập thể có trung đoàn pháo cao xạ 200 người, tiểu đoàn 8 pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh, tiểu đội thanh xung phong 551 hội đoàn nữ. Về cả nhà có anh hùng Nguyễn Tiến Tuấn, anh hùng Nguyễn Tri Ân, anh hùng pháo bom Vương Đình Nhỏ, nữ anh hùng đánh bom Đá Thị Thắng. Ở tại đây thì tôi sẽ kể về chị Thắng để con thể đoán thật rõ là cách vị trí mà con thể đoán thật ở đây khoảng 1 cây số. Tôi xin với nhau là một khách chúng ta tưởng qua một con đất thì quan sát hóa được. Ta nhìn thẳng được lúc này chúng ta sẽ phải đỉnh núi đó thì ngày xưa là mình mòi, còn bây giờ tuổi trẻ Hà Tĩnh thường gọi là đồi Đá Thị Thắng, bởi vì ở cái đó
Còn ở chị đại quan sát của chị Tạm, chị Tạm đứng ở trên quan sát và ngồi nhòm. Chị phải bao quát cả khu vực tầng lầu này để đến từng loạt phóng rơi. Nhiệm vụ của chị Tạm là đứng ở trên đại quan sát và ngồi nhòm, chị theo dõi địch nó đánh ở vị trí nào. Chẳng hạn nó đánh vị trí mà chúng ta cùng ngồi lại đây, thì từ thế đó và ngồi nhòm, chị phải theo dõi quan sát địch nó thả khoảng bao nhiêu quả bom. Ví dụ nó thả 20 quả, mình chỉ tám mới nghe được một tiếng nổ, như vậy đang còn 10 quả nữa chưa đủ. Thì sau khi máy bay đã bay về rồi thì tám mới lập tức từ trên đỉnh này quan sát và chỉ phải chạy xuống để tìm bom chất nổ để cắm tiêu, để đánh dấu, để bảo hiệu là bom chất nổ để cho công binh chúng ta đã phá. Và xe của chúng ta đang có tiền tuyến ở trên con đường để đi tránh. Và suốt 200 ngày đêm chị Tạm cắm được tất cả là 1.502 quả bom. Vị trí chị Tạm chạy sát nhất là phải hơn 2 cây số, điểm gần nhất là từ gần 1 cây số, mà bình quân 1 thành phố như vậy hơn 3 quả bom. Ta bảo là toàn thể đoàn ta được biết là chị Tạm được các nhà văn, nhà thơ, các người chị rất nhiều, đặc biệt là nhạc chị Giòn Nho, các người chị có bài hát Người Con Gái Sông Lam. Là không biết trong bọn ta là nghe bài hát chưa? Trời mưa xanh bằng trời thăng lộc, nước mưa xanh bằng dòng nước sông La. Ai về Hà Tĩnh quê ta, nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường. Thế đó là những ca từ mà thưa người chị. Hiện tại bây giờ chị Tạm vẫn đang còn khỏe mạnh, chị Tạm vẫn đang còn sống. Chị Tạm nguyên là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng, khối các văn dân chỉnh đảng của tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ chị Tạm là nữ rồi. Đặc biệt, một hình ảnh hy sinh đã biết bỏ trái tim của mỗi người dân Việt Nam của chúng ta. Đó là hình ảnh hy sinh của mấy cô gái, 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Xin được kính thưa toàn thể đoàn, 10 cô gái có một đặc điểm chung, các chị đều là con em của tỉnh Hà Tĩnh, có 5 chị ở huyện Đức Thọ. Quê Đức Thọ là cùng quê của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng ta, và 3 chị ở huyện Cát Lợi, tức là huyện chúng ta đang dừng chân ở đây, 1 chị ở huyện Hương Sơn, 1 chị nữa ở thành phố Hà Tĩnh. 10 chị em hy sinh khi tuổi đời các chị đang còn rất trẻ. Nhỏ tuổi nhất là chị Võ Thị Hà, sinh năm 1951, lúc đó chị Hà mới 17 tuổi, là chị nhỏ tuổi nhất. Còn 3 chị lớn tuổi nhất là chị Võ Thị Tần, tiểu đội trưởng, chị Hồ Thị Cúc là đội phó, và chị Nguyễn Thị Nhỏ là đội viên. Cả 3 chị đều sinh năm 1944, lúc đó các chị vừa tròn 24 tuổi. Đồng Lộc vào ngày 24 tháng 7 năm 1968. Suốt buổi sáng của ngày đó thì bầu trời lộc này không lúc nào ngớt máy cái mì của lực lượng, và mặt đường láng A thì nhăm nhở cả quả bom. Buổi chiều có một đoàn xe lớn chi viện trong miền Nam đi qua con đường Đồng Lộc. Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe, để kịp thời chi viện vào chiếc tiền tuyến, tiểu đội của các chị nhận được lệnh của đại đội khoảng tầm 12 giờ trưa. Sau khi các chị chia nhau nằm biệt ăn tạm, để cùng nhau vác cuốc đi ra làm việc dưới cái nắng chói chang của bờ Đồng Lộc vào những ngày tháng 7. Trong suốt thời gian các chị làm, máy bay giải phóng địch trinh sát và ném bom dữ dội. Nhiều lần tiểu đội của các chị bị đất vùi, nhưng các chị vẫn tiếp tục rụt đất đứng dậy. Bằng sức trẻ và lòng nhiệt tình của các chị thì chẳng chấp những quả bom nằm trên con đường đều được các chị sáng lấp. Nhưng đến 16 giờ cùng ngày thì trong lúc cả mấy cô gái đang còn hồi hạ, các chị đang săn những quả bom, thì một tổ máy bay Mỹ ao từ ném bom lên Ngã ba Đồng Lộc, nơi mà các chị đang làm nhiệm vụ ở bên dưới. Lúc đó không còn cách nào khác, cả đội chị em phải lánh tạm vào một căn hầm chữ A nằm cạnh đường để các chị ném bom. Thế chẳng may một quả bom đã rơi ngay trụ hầm, đã làm sập hầm và bao trùm tất cả chị. 5 phút rồi 10 phút cứ lặng lẽ cứ trôi đi. Đồng đội các chị đứng ở trên đài quan sát bằng ống nhòm nhìn xuống thì đồng đội không còn thấy ai. Một trong số 10 chị lại tiếp tục đứng dậy làm đường như những lần trước nữa,
mà đó họ chỉ thấy mình chỉ nón sách vươn cùng bạn chiếc cuốc nằm chơ vơ ở trên mặt đường. Lúc đó khạc chân địa độc lập dường như lặng đi và òa đến tiếng khóc nức nở nghe ngào đầu đầu. Trời trắng đêm ấy trắng khăn mây bè bạn dầm sương nước mắt đầy ớn lạnh quần trắng vòng hoa trắng sao mờ mười độ khó thương mắt. Rồi đến hôm đó và hai ngày hôm sau, đồng đội của các chị đã tập trung vào thị trường Hồng Kông để tìm hiểu thi thể của các chị. Mười câu hỏi, mười chữ nghe, nhưng đồng đội họ tìm mãi, họ tìm mãi mà chỉ tìm thấy chính chị tất cả. Còn riêng chủ tịch Cúc, chị Cúc là đời phó, quê chị Cúc ở xã Sơn Bằng, huyện Phước Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đồng đội tìm mãi mà không tìm thấy chị Cúc ở đâu, lúc đó đồng đội cứ nghĩ rằng có lẽ lúc bom mìn rơi xuống thì bom mìn đã hất tung hay là đã lấp thi thể của chị ở đâu đó trong lòng đất. Và đồng đội cũng hiểu rằng dù trong điều kiện hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì mười cô gái, mười chị em cũng phải được an táng cùng một lúc, không thể nào an táng chị trực được, bởi vì họ hiểu rằng các chị đã gắn bó với nhau, đã kề vai sát cánh bên nhau và đã gắn chặt với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tuổi trẻ của đứa con gái ở tại nhà bác đồng đội này. Lúc đó chiến đấu tại đồng đội này có anh Nguyễn Thanh Bình. Anh Bình lúc đó là cán bộ kỹ thuật của ngành giao thông và sau này là nhà thơ với bút danh là Yến Thanh. Trong lúc anh Thanh Bình đang dùng 10 đầu ngón tay của mình cào từng nắm đất để mới tìm thi thể người đồng đội, người em gái đang thất lạc ở đâu đó trong đất tỉnh thành. Từ sâu thẳm nỗi lòng thương xót đồng đội hoàn của mình thì anh Thanh Bình, anh đã viết lên như bản thơ giá diết đau thương, như một lời kêu gọi, một lời thỉnh cầu linh hồn của chị đang ở đâu đó trong lòng đất về với đồng đội. Những bản thơ đó mang tựa đề Cúc Tâm. Tiểu đội đã về xin một thằng ngang. Cúc ơi, em ở đâu? Sao không về tập hợp? Chính bạn đã quay quần đủ mặt. Nhỏ, xuân, hà, hương, hời, rằng, xuân, anh. Á trường bộ thiên tần đã điểm danh. Chỉ thiếu mình em, chỉ bỏ làm người răng được. Bọn anh đã bới tìm vẻ cuốc đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần, chỉ sợ em đau nên nhạc cuốc chừng. Cúc ơi, em ở đâu? Đất đâu lành lòng? Da em thì xanh, áo em thì mỏng. Cúc ơi, em ở đâu? Về với bọn anh tắm nước sông ngàn phố, ăn quýt đỏ sân bằng chăn trâu có. Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ, gối còn theo dự cơm chiều chưa ăn. Ở đâu với Cúc, đồng đội tìm em đùa khăm cơm Úc, gọi em gào em khản cô khả rồi Cúc ơi. Thì phải chăng là vì sự hy sinh chẳng trong một cô gái, hay lúc đó linh hồn của chị Cúc đã thấu hiểu người làm đồng đội họ đang gào thét để bởi vì mình. Thì sau khi những vần thơ đã đọc lên thì đến chiều tối của ngày thứ ba, đồng đội họ mới tìm thấy chị Cúc là cũng ở trong vòng đó, nhưng do sốc quá mà đồng đội không thể nào tìm thấy được. Khi mà đồng đội tìm thấy chị Cúc thì họ thấy là với tư thế của chị đang còn ngồi, với tư thế đang chế độ của chị và một đôi nón và chiếc cuốc đang ở cạnh với người chị. Một điều đặc biệt đó là đầu người ngón tay của chị Cúc thì đã tỏ tính, đã bông hoàn toàn. Đồng người họ cho rằng lúc bông nổ làm sản phẩm, lúc đó là chị Cúc vẫn còn sống, chắc chắn là chị Cúc còn sống. Và lúc đó chị Cúc chỉ còn một cách duy nhất của chị lúc đó là phải dùng 10 đầu ngón tay của mình để từ cao đất từ cuối đất đi ra, nhưng do đất sốc quá
đất dày quá, mà chị Cúc đành phải chấp nhận cái sư trong căn hầm. Sau khi đồng đội thành là chị Cúc, lúc đó 10 chiếc quan tài được đồng đội làm bằng gỗ tạp thời chiến mới xếp thành một thang thang đầy đủ. Tất cả chuối được cắt ra dùng để làm bản thiết, và lễ truy điệu của các chị diễn ra trong sự minh lặng, còn đồng đội thì quất tức nghẹn ngào. Thế mọi người máy bay vận quân lượng bom quần đổ tiếp chiến từ đồng này. Hình ảnh những chiếc đồng đội cô gái trong các lực lượng cùng với hàng ngàn hàng vạn các chàng trai, các cô gái đã hoàn thành bất tử và mãi mãi làm thi hùng ca của dân tộc Việt Nam anh hùng. Xin được kính thưa toàn thể các bác, cô chú cùng các anh chị và các bạn sinh viên, hôm nay thì toàn thể đoàn ta được ở trong số từ trên mặt biển tổ quốc Việt Nam để thăm quê hương, tri ân các sĩ và hiện tại bây giờ